Chỉ cần bạn có tiền, dù con vít có bị hỏng đến đâu đều có thể sửa chữa. Vít lốp xe tải này trước mặt, do trượt gen, vít không thể sử dụng bình thường được nữa. Vì lý do này, người chủ đã đi bộ 300m đến cửa hàng sửa chữa đồ cổ để có thể sửa chiếc ốc lốp bị hư. Do xét thấy ốc lốp phải chịu trọng lượng rất lớn, hàn phụ gia được thực hiện trực tiếp trên gen. Sau đó, sợi chỉ được quay và sức mạnh của nó không được đạt được. Người thợ chỉ có thể sử dụng phương pháp nối để bảo trì. Trước hết sẽ sử dụng một công cụ tiện để cắt gốc của luồng. Vị trí mà sợi chỉ bị hư hỏng có thể được cắt bỏ, bởi vì việc lắp ghép sẽ được thực hiện sau đó, để dễ dàng tìm thấy đồng và vàng. Chủ nhân cũng cần cắt một hình trụ nhỏ ở mặt cuối. Sau khi cắt mặt này, người thợ bây giờ có thể xử lý mặt kia. Tại đây, anh tìm thấy một cột thép nhỏ cùng chất liệu. Sau đó, nó đã được cố định vào máy tiện. Sau đó sử dụng một công cụ tiện để cắt phẳng phần phía trước của cột thép. Sau đó, để thuận tiện, anh ấy đã sử dụng các lỗ để lắp ghép. Anh cũng cần cắt mặt cuối của cột thép để làm cho nó nhẵn. Sau khi hoàn thành, anh lắp mũi khoan xoắn vào phần sau của máy tiện. Với sự trợ giúp của một công cụ tiện, một lỗ được tạo ra ở giữa cột thép. Sau khi các lỗ được mở ra, việc lắp ghép có thể được tiến hành. Bởi vì kích thước của vết cắt vừa rồi được nắm bắt rất tốt. Thông qua vị trí phù hợp, người thợ chỉ cần sử dụng một cái búa nhỏ. Chỉ cần gõ vít lốp vào vị trí. Sau khi khai thác vào vị trí, bây giờ anh đã có thể hàn. Nhằm đảm bảo độ cứng chắc của mối hàn khi hàn, ngăn chặn các tạp chất xỉ trong quá trình hàn, mỗi khi người chủ hàn một lớp, anh ta sẽ loại bỏ lớp phủ do hàn tạo ra. Dưới sự vận hành lành nghề của bậc thầy, nó cuối cùng đã được hàn xong. Tiếp theo, cột thép có thể được cắt. Trước hết, anh cắt với cảm giác rằng thế là đủ. Sau khi cắt theo cảm giác, để tránh lỗi kích thước, bây giờ anh phải đo đai ốc bằng thước cặp. Cột thép sau đó được cắt thông qua phép đo chính xác. Sau một lần cắt cẩn thận khác, bây giờ nó đã có thể luồn chỉ. Để thuận tiện cho việc quan sát ốc vít, trước tiên, anh sẽ bôi bằng bút đánh dấu màu tím. Sau đó, thông qua công nghệ tuyệt vời, điều khiển công cụ tiện để cắt chỉ. Về phần cắt chỉ, dưới trí nhớ siêu phàm của anh đã cắt rất nhanh. Bây giờ người thợ có thể cắt cột thép. Với chuyển động quay của máy tiện và giá đỡ dụng cụ, bây giờ nó rất nhanh đã bị cắt. Sau khi cắt, mặt trước của vít vẫn không đều. Để được đẹp hơn, mặt cuối của vít cũng được cắt bằng dụng cụ tiện. Mặt cuối không bằng phẳng được cắt và làm nhẵn. Dùng dao để mài chỉ. Giờ đến khâu kiểm định chất lượng. Gen có được mở tốt hay không cần phải thử bằng đai ốc. Có thể nhìn thấy vòng quay tốc độ thấp của máy tiện. Các loại hạt cũng rất dễ dàng để đưa vào vị trí. Để đảm bảo độ bền tổng thể của vít, người thợ còn sử dụng dụng cụ để làm nóng vít. Xử lý vít giống như vậy có thể cải thiện độ cứng và khả năng chống mài mòn của thép. Sức mạnh và độ dẻo dai không tồi. Sau đó nung cẩn thận cho đến màu đỏ tươi. Bạn có thể đặt vít vào nước để làm mát. Bây giờ chiếc lốp bị hư hỏng này đã trở về nguyên bản. Các ốc vít cũng đã được sửa chữa. Mọi người đều cảm thấy rằng $6 có đủ không?